chưa về coi có đồ cái gì kìa. Chưa chưa sáng hôm gọi về. Ừ. Mẹ ơi mới ra như phải không có. Cho chị không kiếm trợ hộ. Không, chị lấy đâu? Chị đã lấy đâu đi? Chị nói về để đó cho chị kiểm tra nhưng cho thằng trong hàng quen á. Ừ. Là hắn kêu chứ để đi thử đi, hắn vừa đang coi là cái gì đó. Xong muốn chụp lại xong vấn đề đó mà chị về những bữa đấy chị không muốn thử luôn đi. Ừ. Phải chi mà hắn mà hắn làm theo kiểu nhìn thấy bên trong ấy. Mà phải tính. Châu rồi từ bỏ hôm nay chưa? Chị từ bỏ rồi đi. Mày có gì lo sắp làm gì đó đây. Ô không, để hình dung lên lắm đi. Ở đây vẫn mỡ đây. Đúng khi mà đẹp đấy sợ thôi. Các chị xong ngoài có sốc toàn tập mất cái niềm tin. Vái nha. Ừ. Xét áo, vest với lại quần ở cái bên váy kiểu có đủ ấy. Thương cái gì ấy, thương lắm. Ừ. Làm mình áo hụt thật.
gọi chị mà đi cái mẹ bạn tiếng Anh hôm qua của ông đi học mà ngày mai con cũng thấy đi của mà đang nói nữa. Rồi sáng gọi chị nó đứa cái chị kêu của là chắc bạn nó bận gì đó và nó nói để cái ông kia dạ sao nó nói là có tay nó kêu nó nói là kêu bữa hôm qua hôm nay hay là hôm qua sớm quá ta qua tìm hôm qua nó kêu thì chị không biết chị hay có tay nó nữa thì ấy là ông kêu mẹ cũng làm đi ra bạn tiếng Anh hôm qua với hôm nay không đi học không quán tiền đi ra. Hân vừa đó gọi điện cho chị cái chỗ cho mượn cho làm đỡ hai cái ca đi của bạn em là kiểu như là giống như là bác sĩ làm cho khách á, mà cái ngày mà nó mượn á là ngày 26 là đúng cái ngày mà nội dung ví dụ đây nó sẽ có như thứ là cũng sẽ kỳ nữa cái chị kêu phải đấy là bạn hắn đang ở đây là làm cho ai đây đây là kêu làm mượn làm xíu thôi cái kêu như mày nghe rất kỳ. Chị nghe đứa cái xong rồi cái chị nghe bữa hôm trước là chị hắn rồi nhưng mà chị mới nghe thật lại là đúng thằng đấy. Chị kêu đứa thì bên chị Trang á, ý là chị Trang là không có ai là sẽ hợp lý hơn bởi vì chị sợ tâm. Chị nói được chị kêu có chị hiểu hỏi chị Trang thử chị nói được thôi chứ giờ trừ chị chạy và tự nhiên giờ trừ á chị cũng khó xử lắm hiểu không bây giờ trừ là tự nhiên vẫn hỏi đứa mà vì chị rồi mà trong khi chị Phương cũng vô lại đang cũng khó rồi không muốn tắt sớm là vì xui cái gì vậy? Xui cái gì? Quay video rửa mặt kìa mấy nhà. Quay video rửa mặt kìa mấy. Chờ ra này, chờ mặt chung lên. Rửa mặt mấy giờ? Rửa mặt nữa. Thế là chờ răng tay này. Thank you.
sáng này chị nói là đang đưa ra vừa đầu chị ở đầu rồi chị quay mắt chị không nghĩ là trong này để chị nói hắn là cái em khó ở khách sạn là được.